Rồi trong cái bài này chúng ta nhắc lại tí xíu là chúng ta sẽ sử dụng upload trước. Như vậy upload thì chúng ta chưa cần gì hết. Chúng ta chỉ cần dùng cái kiểu dữ liệu của chúng ta, kiểu input của chúng ta là file, là chúng ta đã upload, đã lấy được dữ liệu và upload được rồi. Cho nên chúng ta chưa cần khai báo gì thêm. Chủ yếu là các bạn sẽ khai báo trong cái form của mình. Chỗ này là cái Menti thôi. Đó, cái form Menti Bot và form data. Chỉ có khác cái này so với những hôm trước mình làm chút xíu thôi. Rồi một cái nữa là input, mình đổi cái type nó thành file để cho nó hiển thị lên cái cửa sổ mình chọn file. Hết rồi. Trong bài này thì chúng ta có full name và photo là bài demo. Trên này là full name, dưới này là photo. Nhưng mà thầy đang lấy bài lab để thầy demo cho các bạn luôn. Bài lab của chúng ta. Lab 3. Đây. Lab 3. Như vậy thì chỗ này chúng ta chọn hình ảnh, chúng ta chọn tài liệu thì nó giống y chang như cái phần demo của phần này. Cho nên thầy gom hai cái lại thành một. Coi như là hướng dẫn lab luôn. Ở bên cái file Serverless thì chúng ta làm giống như bình thường. Đối với lại DoGet, chúng ta lấy cái file thể hiện ra. Đối với lại DoPort thì chúng ta lấy dữ liệu về. Lấy dữ liệu về ở chỗ này các bạn thấy là chúng ta sẽ sử dụng một cái class là path. Còn cái chữ photo hoặc là chữ doc hoặc là chữ gì đó là cái tên biến thôi. Và mình get path thì cái này nó cũng giống như hôm trước mình get gì? Get parameter, tức là mình lấy một cái thông tin từ cái trang CSP đưa về đây. Nhưng mà cái thông tin của cái trang CSP mà mình get parameter hôm trước á là nó truyền về dữ liệu của mình kiểu gì? Kiểu string. Còn dữ liệu này là dữ liệu kiểu object. Nó có thể là một file ảnh, một file video, một file word, file excel vân vân. Ha, nó là một dạng object. Tức là dữ liệu của nó phong phú hơn chứ không chỉ đơn giản là một string. Rồi, và đoạn code này thầy cũng viết lại tí xíu. Đoạn code này khi mà các bạn viết như vậy thì nó hơi rối. Như vậy thầy viết lại chỗ này. Như vậy, đối với lại cái trang sụp của mình, thầy sẽ viết ở trong slide trang 3 upload. Đây, code của mình đây. Mình có cái số 1 là hình ảnh input kiểu là file, tên là photo. Cái 2 input kiểu là file, tên là file doc. Như vậy mình chạy thử cái này lên để mình coi giao diện thôi. Nếu như bạn chạy ở đây, bạn chọn file được nhưng mà bạn upload có thể nó sẽ không xử lý bởi vì server chưa được chạy. Này mình chỉ mới có view giao diện thôi. Như vậy khi mình choose thử coi nó chạy được không nha. File ảnh 1. Ok. File thứ hai mình có thể dùng một cái file Excel. Xong, upload. À, là do server hồi nãy mình mới chạy. Cho nên nó vẫn đang đang search run thì chạy được. Chứ nếu như mà bình thường thì các bạn sẽ không thấy được đâu. Nó sẽ báo lỗi ngay là server chưa được chạy. Như vậy sau khi mà chúng ta có được dữ liệu ở đây, chúng ta có được cái dữ liệu chúng ta lấy từ đây thì bên trang Serverless của mình sẽ lấy về bằng cách nào? Thứ nhất là mình chuẩn bị cái thư mục để mình upload những cái file này lên server của mình. Vậy cái thư mục này nó được tạo ở đâu? Là tạo trong cái dự án của mình đang build. Nếu bạn muốn biết là cái dự án của mình đang nằm ở đâu thì ngay chỗ này các bạn có thể in cái đĩa này ra. Và đến đây các bạn sẽ SL
S-I-S out. Bạn in cái đĩa này ra giúp thầy. Đó, đến đây. Bạn in cái đĩa này ra. Như vậy thì chúng ta, đây nè, nó in rồi nè. Đây lúc thầy chạy thì có in rồi nè. Đây. Mất rồi. Mới vừa print là đây. Như vậy cái của mình nè, nó là user ở trong cái FPT Polytechnic, trong cái shop 3011 trong project, tức là trong cái dự án mà thầy tạo á. Đây, đối với lại mỗi môn học thì chúng ta sẽ tạo một cái thư mục ở chỗ này, và trong project là chứa tất cả những cái bài mình demo trong bài 3. Đây là cái thư mục mà chứa project của mình. Nhưng server nó build thì nó qua đây. Qua đây các bạn. Meta data. Trong meta data này nó nằm trong cái plugin. Và trong này thì khá là nhiều cái dữ liệu liên quan, nhưng nó sẽ nằm ở trong cái thư mục. Đây, các bạn sẽ quan tâm đến thư mục này. Elip WST Server Core. Đó, bạn quan tâm đến thư mục này. Và nó nằm trong cái thư mục file. Lúc đầu là nó chưa tồn tại thì mình phải tạo nó ra. Còn nếu nó tồn tại rồi thì thôi. Giả sử chỗ này thầy muốn đổi lại thư mục không phải là file nữa, mà thư mục là upload data. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta tìm đến cái đường dẫn này thử coi. Chúng ta tìm đến cái đường dẫn này, chúng ta sẽ thấy gì? Console C, bài 3. Đây, trong này của chúng ta mới có thư mục file. Và trong file này là những file mà thầy đã upload. Được chưa? Bây giờ mình sẽ thử lại bản code của mình. Thầy sử dụng là upload data. Rồi, khi mà mình sử dụng upload data, mình chạy, nếu thư mục này chưa tồn tại thì xuống tạo cái thư mục đó ra. Xuống dưới tiếp. Cái này mình in ra để mình biết cái đường dẫn của mình hiện tại là ở đâu. Bad photo. Get bad photo. Tức là mình lấy gì? Lấy cái dữ liệu mà lúc nãy mình đã nhận từ cái input file ở bên CSP. Sau khi mình lấy xong thì đây là kiểu dữ liệu cũng là file luôn nè, file. Cái file ở trên mục đích là để tạo thư mục. Cái file ở dưới là bây giờ mình sẽ lấy dir là thư mục hiện tại cộng với photo get submit file name. Nếu như cái ảnh của chúng ta lúc nãy tắt rồi, bây giờ chạy lại, đây choose file. Ví dụ cái ảnh của thầy hồi nãy thầy chọn số 1, bây giờ thầy chọn số 2 đi. Ảnh thầy chọn số 2. Upload. Thì cái name đó là cái 0002 này nè. Cái name mà chúng ta đang nói nè, là nó lấy cái 0002 đó. Và nó dùng là photo.write photo file
là cái file hồi nãy mình mới tạo với cái đường dẫn thực tế, và nó ghi cái file mình lên, ghi file mình lên. Tương tự như vậy đối với lại file bất kỳ nào khác thì mình cũng dùng ba dòng lệnh này để mình lưu file lên, kịp không? Sau đó do chỗ này thầy cũng có ao một lần nè. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng set attribute image photo file. Photo file là cái file hồi nãy mình lấy dữ liệu đó, tất cả dữ liệu nó nằm ở trong này. File thứ hai là doc file, là cái file test của mình hồi nãy, file Excel hoặc là file bất kỳ gì. Tại vì chỗ này thầy chưa quy định cho kiểu file, cho nên mình ghi là photo file hay là doc file, thực ra là nó giống nhau, nó không có hạn chế gì hết, nhưng mà mình ghi vậy để cho mình dễ nhớ thôi. Mình truyền hai cái attribute này qua cái trang result, trang 3 result. Vậy trang 3 result của mình có gì? Trang 3 result trong này thầy sẽ ghi là image, có bạn đọc là image. Như vậy ở đây chúng ta dùng cái thẻ image để thể hiện cái dữ liệu của mình ra. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái sọt của mình là bài 3 xịt file cộng với cái image chấm name, name tức là 002 hồi nãy đó, chấm jpg với độ cao là 300. Nhưng nếu như theo cái đường dẫn này thì nó thể hiện được không? Hồi nãy thầy đổi gì? Thầy đổi bên bên này trở thành gì? Trở thành upload data. Nếu như mình đổi chỗ này thành upload data thì bên file result mình cũng phải đổi chỗ này thành upload data, nó mới thấy được. Chứ nếu mình xài này nó không thấy được các bạn, nó không thấy được, nó không lấy lên được. Bởi vì trong cái thư mục bài 3 của mình nè, nó đâu có cái thư mục là upload data đâu, làm sao lấy được. Như vậy cái này nó sẽ lấy cái gì, chạy thử ha. Đó, chỗ này nó upload lên lại. Cái chỗ này chúng ta dùng cái thẻ image để chúng ta hiển thị ảnh. Còn đối với lại file Excel, tại vì nếu như bạn muốn thể hiện cái file Excel lên thì bạn phải đọc được nội dung file Excel để bạn hiển thị lên. Cái đó mình bỏ qua từ từ đi. Mình chỉ cần liên kết đến để mình click chuột vô mình có thể tải về được là ok rồi. Rồi chạy tiếp thử coi. Mình chạy tiếp thử coi thì nó có được không nha. Chỗ này mình sẽ chọn file lớp upload. Đây. Tại sao file ở trên hình 002 nó không thấy mà file doc ở dưới nó thấy? Tại sao? Bạn nào lý giải được tại sao file hình nó không thấy mà file doc nó thấy? Hên xui chỗ gì? Cái này là hên, là cái bài cũ của mình, mình cũng chọn là cái lớp là WM18336, mình đã upload lên cái thư mục file này rồi. Thì bây giờ nó đọc cái thư mục file ra là thì nó thấy cái này thì nó tải về thôi, nó liên kết được. Còn trong thư mục này cái file hình 0002 đâu có, nó nằm đây nè, nè. Nhưng mà do hên là file này của thầy nó trùng với cái file bên này khác folder nhưng mà chung một file, cho nên nó đọc được. Ví dụ như khi chấm bài, khi chấm bài nhé, giả sử
Thầy yêu cầu là đổi cái này. Ví dụ thôi, đổi cái thư mục này, chạy đi. Các bạn lấy dữ liệu về. Được. Hỏi tại sao đổi thư mục mà vẫn được? Không được. Hỏi tại sao không được? Nếu như các bạn muốn đúng, thì khi đổi ở đây xong, các bạn phải làm gì nữa? Đổi đâu nữa? À, đổi ở bên cái result này. Phải đổi chỗ này luôn. Đây mới đúng nè. Đúng không? Mà cái này phải code của bạn kia bạn mới đổi được. Chứ còn code dạo thì chịu. Đúng không? Hay còn gọi là code chợ á, thì chịu. Không biết đường đâu lần đâu. Đấy. Như vậy thì các bạn thấy là cái phần upload của mình khá là đơn giản ha. Rồi mình chạy lại hoàn thiện nè. Mình đổi thư mục này xong rồi. Bây giờ mình sẽ chạy lại một lần nữa. Bài 3. Then upload to file. Mình đổi cái khác đi. À, ví dụ ở bên kia là image đúng không? Đổi cái nào ta? Hai cái file nó có hết rồi. Để coi trên desktop có cái hình gì không? Desktop. À, hình hơi bị nhiều. Rồi, ví dụ lấy hình này đi. Rất là hoành tráng luôn. Open. File. Lấy file này bao nhiêu ký này? Kỹ năng lập trình. Hấp dẫn à. Rồi. Hai file ha. Hai file này mình xem trong thư mục này của mình có chưa? Thư mục này là thư mục trên server đó nha. Chưa có. Mình sẽ chọn upload. Rồi. Được chưa? Thấy gì không? Thấy không? Thầy đâu? Ngay giữa luôn à. Rồi, file doc đây. Click chuột vô. Liên kết đến. Được không? Khi mà bạn click chuột đến file PDF, tại vì cái Google Ads này nè, nó cho phép mở trực tiếp. Còn nếu là file Excel thì nó làm gì? À, nó download về. Nói chung là cái file nào mà nó không tự xem được thì nó download về. Còn file nào mà tự xem được thì nó mở lên đây. Mở lên đây là nó mở một cửa sổ khác, chứ không phải cửa sổ của mình. Còn nếu như bạn muốn viết thêm, bạn muốn viết thêm cái phần mà trình diễn cái file PDF này lên đây luôn, thì mình phải viết thêm một xíu nữa. Cái này là thầy đang liên kết thôi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được lớp 3 bài 1. Dễ không? Dễ không? Dễ. Lớp 3 bài 1 xong rồi. Ở trong này người ta viết khác khác tí. Viết theo đây cũng được. Còn không sửa lại một tí. Rồi xong ha. Xong lớp 3 bài 1.